Chào mừng quý khán giả của FPT Play. Bản tin bóng đá Việt đã sẵn sàng gửi đến quý vị những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, tương lai chiếc ghế nóng tại đội tuyển Việt Nam đang là chủ đề hết sức nóng bỏng trong tuần vừa qua, sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố thông tin sẽ chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 kết thúc. Những lựa chọn để kế thừa ông thầy người Hàn Quốc cũng đang bắt đầu lộ diện. Là một đồng nghiệp, cũng như từng nhiều lần làm việc với các đời huấn luyện viên ngoại tại đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng đã có những gợi ý tiềm năng đủ sức kế thừa di sản ông thầy Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam sau khi AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 khép lại. Đó là thông tin không chỉ khiến báo giới, người hâm mộ mà còn cả những người làm chuyên môn cực kỳ quan tâm trong suốt tuần qua. Là một người đồng nghiệp và cũng có nhiều năm gắn bó cùng các đời huấn luyện viên ngoại tại đội tuyển quốc gia, ông Vũ Tiến Thành hiểu rõ được tầm quan trọng và thể hiện sự trân trọng với những gì mà thầy Park đã làm được cùng các chiến binh sao vàng. Đó là rất là tiếc, bởi vì nhìn nhận mình nói là trong 5 năm làm việc, ông Park đã đem lại rất nhiều cái thành tích cho đội bóng. Và đặc biệt là nếu anh ở một cái tư cách là huấn luyện viên thì anh sẽ học ông Park rất là nhiều điều, trong cái cách chơi chặt chẽ, trong cái cách liệu cơm gắp mắm, trong cái cách anh có bao nhiêu cầu thủ đó mà anh đã đưa một đội tuyển vào vòng loại thứ 3 và ông Park không còn ở lại, đó là một cái điều đáng tiếc. Thì tôi cho rằng là ông Park là một cái người rất là phù hợp, và hiện nay cái triết lý chơi bóng, cái cách làm với đội tuyển là nó phù hợp cho bóng đá của Việt Nam hiện nay. Về câu chuyện tương lai, thuyền trưởng của chiến hạm đỏ cũng đưa ra một số gợi ý mà theo ông là hoàn toàn đủ năng lực để kế thừa những di sản mà chiến lược gia người Hàn Quốc để lại cho các chiến binh sao vàng. Nếu một người nào đó thay thế ông Park phải là ông Philippe Chu Xê, nhưng cái quan trọng là có mời được hay không. Ông Philippe Chu Xê rất phù hợp với một đội tuyển. Thì tôi nghĩ rằng là tìm đâu cho xa Philippe Chu Xê. Tôi nói là một người mà tôi cho rằng là hiểu về bóng đá Á Châu, làm với Nhật, và người có thể nâng tầm đội tuyển vào giấc mơ World Cup. Kia Tisak là người có thể sánh vai ngang với Park Hang-seo. Bởi vì sao? Bởi vì anh cũng đã từng đưa đội tuyển Thái Lan vào cái vòng loại cuối cùng của World Cup. Và thành tích của Kia Tisak với đội tuyển rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là Kia Tisak cũng là một chọn lựa. Đó, cái thuận lợi là anh hiểu về bóng đá Việt Nam. Công cuộc tìm kiếm người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã bắt đầu được VFF tiến hành. Và những gợi ý từ huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn phù hợp để những người đứng đầu nền bóng đá nước nhà suy ngẫm. Mối lương duyên 5 năm giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và nền bóng đá Việt Nam đã thật sự kết thúc khi ông tuyên bố AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng mà ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đã có những ứng viên tiềm năng lọt vào mắt xanh của VFF, trong đó có cả huấn luyện viên Việt Nam và ngoại quốc. Nhưng có lẽ cái tên đang được chú ý hơn cả là huấn luyện viên người Croatia, người từng lọt top 25 vị huấn luyện viên hay nhất thế giới năm 2021. Theo thông tin mới nhất, hiện đã có một huấn luyện viên ngỏ ý muốn ứng cử dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ tháng 2 năm 2023. Danh tính nhà cầm quân này được báo chí tiết lộ là ông Dragan Skocic, người từng được lọt vào top 25 huấn luyện viên hay nhất thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Skocic bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình vào năm 2005 sau khi nhận bằng pro do UEFA Cup. Ông Skocic là người Croatia, vị chiến lược gia sinh năm 1968, từng có 2 năm dẫn dắt đội tuyển Iran. Sự góp mặt của ông đã giúp cho tuyển Iran có vé vào vòng chung kết World Cup 2022. Trong khoảng thời gian gắn bó với đội tuyển Iran, huấn luyện viên Dragan Skocic có tỷ lệ chiến thắng lên tới 83%. Nhà cầm quân có quốc tịch Croatia chính là huấn luyện viên có thành tích tốt nhất của đội tuyển quốc gia Iran ở các vòng loại World Cup. Tuy nhiên, trước khi World Cup 2022 diễn ra, Liên đoàn bóng đá nước này đã sa thải huấn luyện viên Skocic để bổ nhiệm người cũ Carlos Queiroz. Một số nguồn tin tiết lộ nguyên nhân cho cuộc chia tay bất ngờ này là do mâu thuẫn nội bộ. Ở cấp độ câu lạc bộ, huấn luyện viên Dragan Skocic từng có khoảng thời gian gắn bó với một số câu lạc bộ ở Đông Âu và Trung Đông. Có thể nói ông đáp ứng được nhiều yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam như giàu kinh nghiệm và am hiểu bóng đá châu Á. Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng về cái tên kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ được công bố sau khi AFF 2022 kết thúc. Chỉ còn 2 tuần nữa, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 9 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện lần này được coi là rất quan trọng vì VFF đang nỗ lực tìm kiếm đội ngũ lãnh đạo, những người có tâm, có tầm, những người sẽ chèo lái con thuyền của nền bóng đá Việt Nam ra biển lớn. Sáng ngày 20 tháng 10, ông Cao Văn Chống, Phó Chủ tịch Truyền thông Đối ngoại VFF cho biết hiện công tác chuẩn bị đại hội đang diễn ra tích cực và đúng kế hoạch. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tại Hà Nội.
Tại đại hội sẽ bầu ra 17 thành viên ban chấp hành, trong đó có một chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 13 ủy viên. Đây là những người sẽ lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, thực hiện các mục tiêu quan trọng trong 4 năm tới. Trước đó ngày 5 tháng 8, VFF đã gửi văn bản tới 74 tổ chức thành viên, đề nghị đề cử nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt. Căn cứ đề cử nhân sự của các tổ chức thành viên, VFF và ban tổ chức đại hội đã liên hệ và nhận được xác nhận ứng cử, hoàn thiện hồ sơ ứng cử theo quy định của các ứng cử viên. Mặc dù vậy, thời gian qua đã có một số ứng cử viên xin rút lui không tham gia ứng cử vào ban chấp hành. Ông Cao Văn Chống cho biết, điều này cũng rất bình thường ở các kỳ đại hội trước đây, không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho đại hội khóa 9 VFF. Theo quy định của VFF, các ứng viên tham gia ứng cử vào ban chấp hành, phó chủ tịch VFF, mỗi ứng viên phải được ít nhất 2 tổ chức thành viên đề cử bằng văn bản. Các cá nhân không thể tự ứng cử tại đại hội. Giải hạng nhất chỉ còn 2 vòng đấu nữa thôi sẽ hạ màn. Chính vì vậy, cuộc đua giành 2 suất thăng hạng V-League đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Việc giành điểm trước Quảng Nam là hết sức khó khăn, nhưng đồng thời cũng rất quan trọng cho Khánh Hòa vì đội bóng thành phố biển đang tiến rất gần với việc thăng hạng trong mùa giải tới. Thông tin này sẽ khép lại bản tin bóng đá Việt của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Mục tiêu có được một điểm để trở lại ngôi đầu bảng V-League 2 2022 đã thành công với câu lạc bộ Khánh Hòa. Trong ngày hành quân đến đối đầu với Quảng Nam, đội bóng xứ Quảng đã bất lực trong những đợt tấn công và đánh mất cơ hội cạnh tranh suất lên hạng khi chỉ giữ được một điểm ở lại sân nhà. Trận hòa này khiến Quảng Nam dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Về lý thuyết, câu lạc bộ này vẫn còn cơ hội thăng hạng. Tuy nhiên, do kém 3 điểm và hiệu số thấp hơn, đoàn quân của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sẽ gặp nhiều bất lợi để trở lại V-League 1. Giải hạng nhất 2022 còn 2 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Hai tấm vé thăng hạng dần lộ ra với cơ hội chia đều cho 3 cái tên là Khánh Hòa, Công an Nhân dân và Phổ Hiến. Trong đó, Khánh Hòa nắm lợi thế rõ rệt nhất khi đứng đầu bảng. Chỉ cần có thêm một chiến thắng là chắc chắn giành vé. Ở trận đấu tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân chỉ phải làm khách trên sân của câu lạc bộ Long An, trong khi hai đối thủ là Công an Nhân dân và Phổ Hiến sẽ phải đối đầu trực tiếp. Nếu giành chiến thắng còn hai đối thủ bất phân thắng bại, Khánh Hòa sẽ là đội đầu tiên giành vé thăng hạng V-League 1 2023 sớm một vòng đấu. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.